Xin chào các bạn đã quay trở lại với Nhật ký Forex. Hãy giao dịch Forex như kẻ đi săn, đừng như con mồi. Có bao giờ bạn cảm thấy mình giống như một con mồi trong thị trường ngoại hối của những gã tay to đi săn chưa? Một điều hiển nhiên là khi bạn bước chân vào thị trường, chúng ta đều khởi đầu với tư cách của một con mồi đáng thương. Cái nơi mà bạn vừa bước chân vào đó chính là thế giới của những kẻ săn mồi chuyên nghiệp, những con cá mập là từ mà chúng ta thường nghe tới. Trên bàn poker, luôn luôn có một gã ra về với hầu hết lượng chip của những người chơi cùng bàn. Chúng ta có 1% dân số, thế giới kiểm soát trong tay 99% của cải. Nó như là một bữa tiệc khổng lồ dành cho những kẻ đi săn. Bạn có thấy mình đang là một nạn nhân tội nghiệp không? Tôi và bạn, chúng ta đều khởi đầu như vậy. Thế nhưng con đường tiếp theo hoàn toàn là do bạn chọn lựa. Với một tư duy suy nghĩ đúng đắn và một kế hoạch tốt, chúng ta có thể chuyển từ vị trí con mồi thành kẻ đi săn. Kẻ đi săn và con mồi trong thị trường Forex. Những nhà giao dịch chuyên nghiệp lấy được tiền từ những kẻ mới suốt từ thuở sơ khai của nghiệp trading. Vậy trong hoàn cảnh này, bạn làm thế nào để có thể đánh bại được nhà cái? Liệu bạn còn lấy được cho mình một cơ hội nhỏ nhoi không? Bởi họ, trader chuyên nghiệp, cầm tiền trên tay, nên bất kỳ lúc nào họ cũng có thể bị vấp ngã. Dù bạn đang có kết quả, lịch sử giao dịch tốt đến thế nào, tất cả có thể bị phá hủy chỉ trong một lệnh trade tiếp theo. Nếu như bạn để lòng tham và cảm xúc nổi lên điều khiển. Và trong tình huống này, kẻ đi săn ngay lập tức bị biến thành con mồi. Mỗi người chúng ta, ai cũng đều có khả năng để trở thành hoặc kẻ đi săn hoặc con mồi, và hai vai này thay đổi nhau rất nhanh. Hãy để tôi ví dụ thế này. Bạn tưởng tượng mình đang là một người đứng đầu của một quỹ đầu tư 1 tỷ đô với rất đông nhân viên dưới quyền, công nghệ trang bị tận răng, thông tin nhận được luôn sớm nhất, đầy đủ nhất. Thế thì với từng ấy lợi thế, bạn thua thế quái nào được. Tin tốt lành đến ngay đây, các quỹ đầu tư phá sản như cơm bữa. Những gã có đầy tiền trong tay, đủ công nghệ, đầy đủ thông tin vẫn có thể bị mất hết tiền, bởi họ không thể luôn là bậc thầy tìm ra những lệnh giao dịch tốt nhất. Họ nhanh chóng từ vị thế của kẻ đi săn trở thành con mồi bị thịt. Trở thành kẻ đi săn trong thị trường không phải là phần khó của vấn đề, mà đó chính là việc duy trì vị thế đó ở một thời gian đủ dài, đủ để bạn kiếm được một số tiền lớn trong thị trường. Kẻ đi săn, những tay chuyên nghiệp đã thấm nhuần từ lâu rằng chìa khóa dẫn đến chiến thắng là việc họ làm ngược lại những gì họ làm khi mới chân ướt, chân ráo bước vào thị trường và bị mất tiền. Cố gắng lấy càng nhiều càng tốt từ những gã tay mơ giống như họ đã từng. Học hỏi, rút kinh nghiệm từ những cái bẫy mà họ từng mắc phải. Để trở thành kẻ đi săn trên thị trường Forex, bạn không những phải học được bài học từ những lỗi lầm của mình, mà bạn còn phải cố gắng học được chúng thật nhanh. Nếu bạn cứ tiếp tục lặp đi lặp lại những sai lầm của mình, bạn sẽ mãi chỉ là một con mồi chờ đợi bị thịt. Ví dụ như bạn cứ bị chạm điểm cắt lỗ mặc dù bạn đã rất kiên nhẫn và kỷ luật để chờ đợi một cơ hội tốt để vào lệnh. Có lẽ đây là trường hợp mà bạn đã để stop loss quá gần với điểm vào lệnh của bạn. Hãy để stop loss rộng hơn. Chắc hẳn bạn không muốn làm điều này, bởi với stop loss rộng hơn đồng nghĩa với việc khối lượng lệnh của bạn sẽ bị bé đi. Nhưng đây là điều đúng đắn và cần làm, và là cách để bạn trở thành kẻ đi săn. Điều gì tốt hơn giữa việc kiếm được tiền ít hơn so với việc bị mất tiền? Cứ tiếp tục giao dịch, cứ tiếp tục mất tiền. Đây là con đường chúng ta không thể tránh khỏi. Điều khác biệt là các bạn học hỏi được từ chính những sai lầm của mình, sửa đổi để cố gắng không bao giờ lặp lại chúng nữa. Dần dần, theo thời gian, bạn sẽ là một trader thành công. Con mồi thì luôn dễ bị tổn thương. Nếu bạn chưa là kẻ đi săn, bạn cần tránh việc bị tổn thương, mất tiền. Để làm được điều này, bạn cần một kế hoạch giao dịch đúng đắn, hợp lý, một phương pháp quản lý vốn, rủi ro tốt
một kế hoạch giao dịch Forex chuẩn. Chúng là những vũ khí sinh nời tồn tại của bạn. Những kẻ đi săn, bản thân chúng đã được trang bị một sự phòng thủ rất tốt. Bạn chắc hẳn đã nghe nhiều lần về câu nói này trong bóng đá: tấn công là cách phòng thủ tốt nhất. Hãy trang bị cho mình một kế hoạch hành động, chủ động và kỷ luật bảo vệ đồng vốn trong tài khoản và phát triển chúng thật chắc trong thị trường. Không ham làm giàu nhanh. Những cách tốt nhất để tự bảo vệ mình trong thị trường là việc giữ gìn, bảo vệ tài khoản. Có được sự chuẩn bị thông qua việc làm chủ phương pháp giao dịch Forex, có kế hoạch giao dịch và kế hoạch quản lý vốn, rủi ro. Chờ đợi cơ hội tốt và luôn tự tin thực hiện nó. Ở thế giới tự nhiên, chúng ta đều nhận thấy những kẻ đi săn như cá sấu, sư tử, hổ, luôn cực kỳ kiên nhẫn chờ đợi cơ hội tốt nhất để tóm gọn con mồi của mình. Khi thời cơ đến, chúng lập tức bung sức lực và tự tin rượt đuổi con mồi, bắt gọn nó. Tương tự như vậy, trong trading, những tay chuyên nghiệp là bậc thầy của việc chờ đợi. Nếu bạn là một cô gái có người yêu là một Forex trader, hẳn anh ta không mấy khi phàn nàn gì khi đợi bạn thay quần áo hay trang điểm trước khi đi chơi. Như trong một video, giao dịch ngoại hối như lính bắn tỉa, tôi đề cập đến một dạng trader sát thủ, đã ra tay là đoạt mạng, kiếm rời bao là lấy máu. Nếu bạn giao dịch ngoại hối với mọi cơ hội và biến động dù nhỏ nhặt và không rõ ràng trên thị trường, bạn rất dễ phung phí những viên đạn của mình. Bạn giao dịch Forex như một tay bắn súng máy đang cơ đạn bừa vào những khoảng rừng tối trước mặt, hy vọng bắn được vài tên lính ẩn trong đó. Để trở thành một kẻ đi săn thiện chiến trong thị trường ngoại hối, đương nhiên chúng ta cần bỏ ra vô vàn nỗ lực, sự kỷ luật và tính kiên nhẫn, những điều mà những tay mơ, những con mồi đáng thương không có. Chọn làm kẻ đi săn hay con mồi trong giao dịch Forex, đó chắc chắn là sự lựa chọn trong tầm tay của bạn. Chúc các bạn một tuần giao dịch hiệu quả. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe hết video. Các bạn hãy đăng ký và nhấn nút theo dõi để nhận được video nhanh nhất từ mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.